Chào mừng quý nhân đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cuối năm sẽ quay lại cái showroom Tôn Sen tại địa chỉ 850 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình, Phố Hồ Chí Minh để tham quan dòng cuối năm nha anh em. Anh em đang coi có nhu cầu về những cái dòng máy móc, công cụ, dụng cụ gì đó thì mình có thể ghé mình mua. Thì trên cái mặt màn hình đây là những cái dòng máy của Tôn Sen ha. Đó. Và ở dưới đây là những cái quầy sản phẩm đang giảm giá. Đó, giảm giá nhiều quá, hết chỗ để nên để dưới, nói chung số lượng cũng không còn nhiều. Một chút xíu mình đi dạo vòng mình sẽ giới thiệu kỹ lên cho anh em về showroom giảm giá này nha. Đó. Cái showroom Tôn Sen này thì ngoài cái tiếng rồi. Tiếng. Lấy anh cái áo rồi. Cái showroom Tôn Sen này thì ngoài sản phẩm Tôn Sen ra nó còn có DSA bơm kinh này nọ nữa. Đó. Thì chủ yếu là Tôn Sen anh em ạ. Đó thì quay quay này là quay kìm nữa anh em, ngang sau ống kìm nè. Đây là những kìm cắt hạng nặng nè của Tôn Sen 169.000. Cái dòng này là 8 inch 200mm là 169.000. Hoặc là nhỏ hơn xíu là mình có cái mẫu này 153.000 ha, cái dòng này là 7 inch nha. Đó. Hoặc là cái thước cặp điện tử dòng mini nè. Cái thước cặp này tới 283.000 lượng anh em. Ha. Rồi, ngoài ra thì có những cái dòng kìm mini á, dòng kìm mini nè, rồi kìm cắt cáp rồi nè. Anh em lưu ý tất cả sản phẩm Tôn Sen này được up lên website là cửahanghoangphat.com nha. Anh em muốn xem tất cả sản phẩm ở trong cái showroom này thì anh em vào website đó, cửahanghoangphat.com. Nó đồng bộ giữa cái tồn kho tại cửa hàng Hoàng Phát trực tiếp và trên website luôn ha. Còn nào hết rồi cho nó báo hết cho anh em. Ở trên đây thì có những cái đầu các ống đồng ha, những cái đầu vít ha, đầu dài đầu ngắn ha. Qua đây kìm ở phe, kìm mỗi quả anh em á, nó kìm nhọn 130.000 nha, kìm nhọn nè 8 inch nha, hàng công nghiệp anh em. Rồi những cái kìm càng cua đó, ở dưới là những cái bộ ở dưới đây là có những cái bộ nè, bộ này bộ khoét ha 179.000, hoặc lớn hơn xíu nữa ở đây. À, lớn hơn xưa nữa đây là 330 thì nói là tổng cộng là 16 chi tiết nha. Rồi còn là cái máy hút bụi nè, có giá chỉ có 1.758.000 thôi đó. Mình sẽ lướt qua anh em ha. Đi qua đây thì những cái đồ vít, đồ đột lỗ nè, đột lỗ dao nè anh em ha, giá là 120.000. đây là cái kìm tước dây điện, nhiều kìm này đây, kìm tước mini nè 96.000 nha, 38051 đó. Hoặc là những bộ thu vít, bộ này là bộ đục, khá là nhiều công cụ anh em mới có vào đây anh em lựa. Bên đây thì nó sẽ có những ổ khóa, rồi có đồ river, những cái miếng chà nhám rồi ha, đây đó, chà nhám rồi anh em, và những cái bộ mũi khoan đa tầng anh em ha, nhiều tầng đó. Nha. Này là 4-20 nè nha, 4-20 148.000, còn 4-32 là 294, 4-12 là 88.000. trong đây thì có bộ đục, anh em có bộ rẻ nè 181.000 ha, anh em mua về xài đi qua được ha, 181.000 bộ đục này, hút 3 cây. Rồi mình sẽ quay qua bên đây nha. Bên đây thì ở đây nó tới có dãy giữa nè anh em ha. Đây là những cái bộ khẩu nha, 1/4, 3/8, 1/2, nó có loại dài, có loại ngắn, có ví dụ như đây là loại 3/8 nè, có 1/2 loại dài nè. Cái này để lâu ngày nó bị xét, ủa mình không phải xét, nó hơi mờ nhưng mình về lau lại bóng là sạch nè. Đó, đây 1/2 nè anh em ha, có những cái đầu khẩu nè, đây là 3/8 nè, 1/8 nè, 3/8. Rồi đó, 3/8, 1/4 hình như nó không thấy, đây 1/4 như nó hết rồi, 3/8, 1/2 nha anh em ha. Có những cái lắc léo nè nha, lắc léo nè, 1/2, 3/8, 1/4 nè nha, những đồ đầy đủ luôn đó. Thì anh em có thể chọn những cần siết ha, những cần nối dài nè, bột cà lê nha, bột cà lê. Rồi đây có kìm hàng rồi ha, cần siết lực đó, ê tô cảo này nha, rồi cái chữ T, những cái mẫu lết nha, mẫu lết này là xịn nhất của Tôn Sen nè, lớn nhất luôn là 319.000 ha, dòng 12 inch. Kế tiếp nữa là 248.000 dòng 10 inch nha. Rồi ở đây thì có những bộ đồ khẩu đen chuyên dùng cho súng ha, cần nó dài lắc léo,
nem lắc léo nè. Nhà ủa anh cần nói ngắn nè, nó có cục lắc léo giờ để đâu rồi. Đây bên trong là lắc léo bên trong nè, đây cục lắc léo trong nè. Đây nè, lắc léo xoay 360 độ nè, và đầu chuyển nè ha. Cái này đủ á. Đây là những cái đèn pin nha, mỏ hàng chì. Một cước anh em ha. Cứ đánh sắt rồi đó. Anh chắc ngày mai mình có những cái video với giới thiệu về bộ cước để anh em xài test. Rồi mình sẽ qua cái giải cuối đi ha. Còn giải sau lưng đi. Giải sau lưng này thì những chi rút nè, thì tôi xem trước nha. Chi rút nè, rồi những giấy chà nhám anh em ha, chà nhám tròn nè, chà nhám hình này nè. Hình này anh em hơi khó tìm nha, nhưng mà có luôn rồi nè. Hình giống như bạn ủi đó ở bộ này. Ha, những cái dụng cụ dùng để cào rác nè. Ha, áo bảo hộ. Áo bảo hộ nằm đây, chi rút bài kéo 500 sủi đi ha. Đó. Sủi này giá không rẻ, anh em có 126.000 á, đẹp ghê không? 126.000 cái sủi này. Mấy dòng này Heavy là dòng công nghiệp nặng, xài bao bền. Nha. Rồi tôn sen thì nó sẽ có thêm những dòng máy thổi lá, thân máy nha, thân máy thổi lá, thân máy cưa xích nha. Rồi nói chung là có đầy đủ. Đó, dây ràng cũng có luôn nè. Rồi mình sẽ qua bên đây. Bên đây là kệ là những cái đầu nối ống nước. Ừ. Đó nước đây cọ ha, cuối năm tôi mua cọ về sơn anh em ơi. Rồi những cái ráp cho nhám nè. Ha, những cái đĩa cắt gạch, rồi đĩa cắt sắt, rồi đĩa mài nằm ở đây ha. Rồi những cái bộ mũi đục nha, đục cong nè nha, đục này nè. Cây mũi đục này giá 65.000 anh em á. Đó, đục cong gì nè. Rồi. Rồi những mũi đục dò nhẹ, đục nhọn ha, rồi ghép mũi đục nằm ở đây. Ha. Và đặc biệt có mũi đục có cái mũi đục đầu SS Max luôn nha, có luôn nè. Đây anh em á, mũi đục SS Max một cây là 112.000 nha, 112.000 cây. Đục dẹp SS Max. Đấy, đầu này cũng cao nhọn này 112.000. Cũng không mắc, khá rẻ. Ha, đục cầm tay như vậy cái đục này 104.000 ha. Ok, kế bên đây là những cái đồ chống ồn. Xả nhám, đế xả nhám nè. Lót gối nè. À, những cái thước đúc thuốc thủy đúc nguyên khối ha, kìm cộng lực nằm ở đây. Rồi những thước thủy hàng Heavy Duty công nghiệp nặng nè nha, đẹp. Rồi đây là một cái bộ cước có 112.000 thôi ha, bộ đá mài 50.000, cước máy cắt cỏ ha, thước lá. Rồi bộ cước nằm ở đây. Cái bên nữa là những cái súng bắn keo, quá trời loại súng bắn keo luôn anh em á, anh em thích loại nào mà lấy được đó. Cái ống nè nha, cái xúc xích có nè, những cây lăn sơn kẹp nhựa ha, lăn sơn nè, những cái phiểu. Bộ phiểu này xưa bán rất là chạy, có 25.000 trong bộ 4 cây thôi nha. Anh em về đông rượu rồi đông nhớt rồi làm gì gì đó ha, đông dầu ăn gì đó ha, chúng ta muốn đông gì chúng ta đông ha, giá khá rẻ, 25.000 bộ 4 cây như thế này đây. Rồi những cái bộ phiểu lớn nè, phiểu lớn này thì nó có cái ống nha, nó có ống nè để chúng ta bẻ cong rồi đó, những cái lăn sơn, cái màn cào ha. Rồi trong đây là những cái màn cào ha, đây là búa gõ sĩ hàng và cái thước bê hồ dài lắm nha, đó thước bê hồ thấy không, rất là dài lên tới chơi luôn kìa đó nha. Những anh em mà làm thợ hồ đó, chúng ta mua cái thước bê á, xài máy này rất là ngon luôn nha. Ok, rồi qua bên đây nên chờ chút. Rồi tiếp tục anh em á, ở đây là những cái kính nè, cưa nè ha, đó các kiểu nè, bên đây đó, cưa rồi sủi ha, rồi những cái đục đột mũi khoan đuôi cá 133.000. Rồi đây cảo ha. Rồi qua sau lưng mình bên đây, sau lưng tôi xem này, gồm những con dao lưỡi cưa lọng nha, đầu mũi khoan, dũa, bộ dũa, dũa lẻ, dũa đơn, dũa lớn, dũa nhỏ. Rồi những cái kéo cắt tôn nha, kéo cắt cành và những mũi khoan inox nằm ở đây nha. Đó, đây mũi khoan đuôi cá nè, búa, nguyên một dãy búa nè anh em, đây búa rất là nhiều búa luôn ha. Đó, búa đây, ở đây là búa nè, ở đây là bay ha. Đó, bay rất là nhiều. Rồi anh em ha. Rồi mà găng tay, găng hàng rồi nè. Đó, nhích lên xíu nữa thì đây có nguyên cái dạng kệ chứa những cái dung dịch. Đây dung dịch quá trời, dung dịch nè, đây qua đây ha, xuống đây nè. Đó, dung dịch nào có đầy đủ ha, sơn rồi sợi bông rồi nhớt rồi bình xịt bọt tiết rồi xà bông bọt tiết rồi keo chống thấm xịt đa năng rồi mở bò nước rồi bọt tẩy rửa đa năng ha, rồi là bóng sơn rồi chét kem chất tường rồi tẩy sơn rồi có đèn led mini á, 50.000 bé tí thôi
qua bên đây. Ở đây thì có bung kinh rất là nhiều đồ nè anh em ha. Đây đó, có thể mình lựa ha. Rồi chưa ha, bên đây có dòng đê xa nè. Đây đê xa nằm ở đây, những cái máy rồi đó anh em ha, rất là nhiều luôn nha. Kia là đây bung kinh nè nha. Đây đây có con tô tò, chỉ có một tô tò, có con này với con kia. Con này là máy bung sơn 430.000 anh em ha, tô tò con đó. À, mấy cái bộ này nè, Hiệp Lúc IV 310.000 đó, tô tò con máy mài chính tốc 590.000 đó, vậy thôi nha. Còn đê xa thì có các mẫu, và đặc biệt đây có cái thùng ha, thùng kéo nè, thùng kéo này nè anh em, giá có 1.250.000 thôi, tặng cho máy bò nước nha, 1.250.000 tặng cho máy bò nước đó. Rồi cái tiếp những cái hàng khuyến mãi còn ít lắm anh em ơi, những mũi khoan nha, 40.000 cây ha, mũi khoan này nè, mũi khoan này là 40.000 cây nè, dài 4 tấc ha, có chỉ còn có 8 với cái này là như là 8 ly không ta. Đó, nói chung là số lượng này không, cũng không còn nhiều anh em ha. Rồi những cái này kìm răng 45 độ nè, giá là 175.000 nha, 175.000. Hoặc cái hộp vít này giá là 180.000 nè. Rồi cái kìm răng, cái kìm mỏ 90 độ nè ha, kìm răng 90 độ nè, móng nước nha, giá là 170. Hoặc là cái kéo 500 loại lớn 110.000. Ổ khóa nha, này mấy hàng này đang sale nữa ha. Ổ khóa này giá là, ủa ổ khóa này giá nhiêu quên rồi, 85.000 hay nhiều lúc quên. Mũi khoan mình còn mấy số vậy? Mũi khoan này 3 số luôn hả? Mũi khoan này dài 4 tấc, chui tròn anh em ha, gồm 3 số 8, 10, 12 nha, số lượng còn ít thôi, 8, 10, 12 đó, 40.000 cây. Hoặc là thước thủy nè, dòng này cũng gần hết rồi nè, dòng này dòng heavy, dòng công nghiệp nặng mà giá có 230 thôi, dòng này không có từ nha. Đó, hoặc là những cái bộ này, bộ này có 9,660 anh em, bộ này 116, 119 chi tiết nè, 66 thôi, khá rẻ luôn nha. Cái bào này thì giá còn là tiếng 125.000 để anh em không có giá mình không có nhớ. Bộ này giá 220, cái bộ này là 42 chi tiết anh em á, chỉ có 220.000 thôi, có cái mã là 2040041 hoặc là cuộn dây nước. Dây nước giá nhiêu quên rồi tiếng. Dây nước này 185.000 anh em á, dây nước này là 15 mét nha, 185.000 nha. Đó, nó mới về nè, dưới nước nè. Găng tay con đôi này 8.000 anh em ha, đôi này 8.000 nè, đẹp cực kỳ luôn. Hoặc đôi này 10.000 có cao su nè, hoặc đôi này là 18.000 đúng không, 18.000 có bọc cao su nha. Còn này là 10.000 thì có đúng cao su đây thôi đó anh em, nói hàng khuyến mãi còn như đó thôi, không còn nhiều nữa. Rồi qua đây ơi. Hộp vít này, đây hộp vít này, hộp vít này cũng đang sale còn 160 mấy ngàn anh em ha, 160 mấy ngàn, 165.000 gì đó hộp vít này đó. Đó là những cái mã của bên Hosen á. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ nha, tại cửa hàng là 850 Lạc Long Quân. Đây cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.